Chào các bạn, hôm nay vườn hải đăng sẽ giới thiệu với các bạn về tác dụng của cam chè vàng. Nhưng trước khi tìm hiểu về tác dụng thì vườn hải đăng cũng giải đáp qua về những cái thắc mắc mà khách hàng băn khoăn trước khi sử dụng sản phẩm này. Cao lá vàng và cao chè vàng thì có khác với nhau. Cao lá vàng và cao chè vàng là hai tên gọi khác nhau của cùng một loại cam thực vật được chiết xuất từ cây chè vàng. Cao chè vàng thì thực ra không có nghĩa là chiết xuất chỉ từ lá mà nó chiết xuất cả từ thân và lá. Vậy thì chè vàng lá và cao chè vàng thì loại nào tốt hơn? Cao chè vàng thì được chiết xuất bằng phương pháp hiện đại từ 100% lá và thân cây vàng xẻ tươi, nên giữ gần như được tuyệt đối các thành phần dược chất ở trong cây. Chè vàng khô thì phơi thì sẽ thủ công hơn nên gặp một số vấn đề hạn chế và về bảo quản, cho nên là nó cũng sẽ không tốt bằng các cái loại cao mà đã được cô đặc rồi. Thế còn sử dụng chè vàng nhiều thì có tác hại gì không? Bằng chứng rất lành tính của chè vàng là bạn có thể xem những người miền Trung thì thường dùng chè vàng thay nước uống hàng ngày và uống quanh năm, thế cho nên là các bạn cũng yên tâm là chè vàng nó không có tác hại. Vậy cao lá chè vàng thì có khó uống không? Chè vàng thì nó có vị đắng hậu ngọt, sau đó thì đắng ban đầu, sau đó thì nó sẽ có mùi thơm và khá là dễ chịu. Nếu các bạn không quen thì trong những lần đầu thì nó cũng rất là khó uống, nhưng sau dần quen thì có thể là sẽ lại thích uống hơn đấy ạ. Và dưới đây là những tác dụng của cam chè vàng. Tác dụng thứ nhất là lợi sữa, giảm cân cho các mẹ sau sinh, giúp các mẹ sẽ nhiều sữa hơn và sữa sẽ mát hơn. Các mẹ chỉ cần sử dụng sau 3 đến 7 ngày có thể hoàn toàn nhận ra cái giá trị thực sự mà cao chè vàng nó sẽ đem lại. Tác dụng thứ hai là thanh nhiệt giải độc. Tác dụng thứ ba là hỗ trợ điều trị các bệnh như cao huyết áp, tim mạch và máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Tác dụng tiếp theo là bổ đắng, rất tốt cho phụ nữ sau sinh nhanh chóng để phục hồi lại cơ thể, kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng, điều trị chứng mất ngủ, giảm stress sau sinh, giảm mỡ bụng rất là hiệu quả, nhanh chóng lấy lại sự thon gọn, săn chắc cho cơ thể, phòng tránh các bệnh như táo bón, bệnh trĩ cho phụ nữ sau sinh. Đến đây thì các bạn có cần phải băn khoăn về cái địa chỉ bán cao chè vàng nữa không? Nếu các bạn có nhu cầu mua cao chè vàng thì các bạn sẽ có thể liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Hải Đăng. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0966 446 329 hoặc 0165 964 2916.